không có việc làm, quản lý nhà nghỉ điều nhân viên nữ bán dâm. Lý Thị Khánh khai nhận có tiếp nhận hai nhân viên nữ đến cơ sở nhà nghỉ để làm việc ở các tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Nhưng do không có việc nên đã đồng ý cho các khách nam có nhu cầu mua dâm với mỗi lượt là 300.000 đồng. Ngày 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Thị Khánh, sinh năm 1964, trú tại xã Quỳ Sơn, huyện Lục Ngạn về tội chứa mại dâm quy định tại Điều 327 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2022, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Lục Ngạn kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ thuộc thôn Tân Tiến, xã Chù Hựu, huyện Lục Ngạn phát hiện, bắt quả tang hai cặp đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai phòng trong nhà nghỉ. Theo đó, nhà nghỉ trên do Lý Thị Khánh đang quản lý. Tại cơ quan điều tra, Lý Thị Khánh khai nhận có tiếp nhận hai nhân viên nữ đến cơ sở nhà nghỉ để làm việc ở các tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Nhưng do không có việc nên đã đồng ý cho các khách nam có nhu cầu mua dâm với mỗi lượt là 300.000 đồng. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.